thấy vui ạ. Rồi ok, rồi hỏi thăm chị Trang tí là tại sao là chị lại khởi ra cái ý định là phát 1.000 ký gạo à? À chị coi bé rồi thấy cái bé nhỏ mà nó có cái tình thương á, cho nên nó lan tỏa thì chị cũng lan tỏa giống như bé luôn. Dạ. Đây các bạn có thể là xem một cảnh nó bao quát ha, là rất là nhiều cô chú. Kênh Tụi Nguyễn miền Tây mến chào cô chú trong và ngoài nước, và ngày Tết Tây Tụi Nguyễn chúc cô chú có một ngày nghỉ lễ bình an và hạnh phúc bên gia đình. Và hôm nay con quay lại chú Hai, và con cũng thật sự cảm ơn chú Hai có những cái clip nói đạo rất là hay và thâm thí. Bữa nay con nhờ chú Hai chia sẻ của con là hiện tượng của bé Tường Lam trên mạng á chú Hai. Sao mà nóng quá, con nhờ chú Hai chia sẻ giúp con ạ. Dạ, con mời chú. Nói chung là hồi bắt đầu có bé Tường Lam tới giờ xôn xao chắc cũng cỡ khoảng 10 ngày nay. Xôn xao. Dạ. Thì mình nói tới bé Tường Lam thì vấn đề mình nói bên cái đạo Phật. Có những cái clip mà đăng bé ở cái chuồng Pháp đó, rồi giao duyên với quý thầy, thì mình thấy cái đó, cái hiện tượng nó giống như cái Phật Pháp, gọi là Phật Pháp nhiễm màu à. Lâu lâu rồi cũng phải có một cái chương trình Phật Pháp nhiễm màu. Dạ. Cũng như ở chùa Hoằng Pháp này có nhiều cái chuyện mà Phật Pháp nhiễm màu. Hồi lâu lắm rồi, không biết năm nào, thì có những cái vị đó người ta bệnh nặng, rồi sắp chết rồi, cái rồi niệm đại bi chú, rồi cái khi vậy rồi họ mạnh khỏe lại. Rồi có những người người ta làm thiệt những điều sai. Đợt đó tôi nhớ không biết có gì thầy nào quên rồi, có ông này cũng xuất gia, ông kể lại cái quá khứ lai lịch gì đó. Rồi từ chỗ đó rồi không biết ông suy nghĩ làm sao, rồi ông quay đầu hồi hướng, rồi ông xuất gia đầu Phật. Thì ông có tới chùa Hoằng Pháp, ông có đứng ông thuyết giảng trong một cái đạn Phật Pháp nhiễm màu. Ở chùa Hoằng Pháp này nó có nhiều cái chương trình, nghĩa là Hoằng Pháp. Rồi nó cũng có những cái nhiều cái hiện tượng, có nhiều cái hiện tượng mà những cái người mà gọi là kỳ dị vì những cái việc bệnh rồi hết. Rồi có khi gần chết rồi sống lại, rồi làm xấu quá rồi sửa, rồi xuất gia đầu Phật. Nên người ta gọi cái đó là cái hiện tượng Phật Pháp nhiễm màu. Rồi bây giờ tự nhiên rồi xuất hiện bé Tường Di, ý bé là bé Tường Lam. À bé Tường Lam. Chỉ có 4-5 tuổi gì đó, năm nay là chắc 5 tuổi hay gì đó, 4 tuổi. Thì bé cũng có những cái hiện tượng. Bé có những cái hiện tượng nghĩa là khác lạ hơn những cái bé khác. Thành ra vừa rồi đó, chùa Hoằng Pháp cũng có mời bé tới để giao duyên, để xem coi cái hiện tượng của bé lạ từ ở góc độ nào. Thì ở trong đó quý thầy cũng hàng ngàn rồi nha, hàng ngàn Phật tử đang tại chùa Hoằng Pháp vào cái khóa niệm Phật. Thì quý thầy thấy bác, ý thấy nghĩa là bé Tường Lam đọc kinh, nghĩa là đọc kinh chú Đại Bi, đọc nghĩa là rất là lưu loát. Và cái cách của bé nghĩa là bé rất là tự nhiên trong một cái số đông người ở tại chùa, mà bé cũng rất tự nhiên. Thì quý thầy cũng nói cái này cũng là những cái hiện tượng lạ. Thì mình nói những cái hiện tượng lạ thì mình phải quay lại là mình nói Phật Pháp nhiễm màu. Mình nói ở tại chùa Hoằng Pháp thôi, chứ không mình không có biết nữa. Thì Phật Pháp đúng là nhiễm màu. Nhưng mà nhiễm màu là nhiễm màu với ai? Nhiễm màu với những người có căn duyên với Phật. Đó. Nên Phật nói rằng ta là Phật rồi,
thì các ngươi cũng sẽ thành Phật. Thành ra những cái hột chủng, mình nói hột có cái hột chủng, những cái hột chủng gọi là duyên giác thừa truyền của Phật giáo, là truyền nhân của Phật giáo, những cái hạt chủng. Có khi nhiều đời nhiều kiếp gì đó, người ta đã có nhân duyên, có nhân duyên, thì bây giờ người ta quay trở lại, thì cái thường thức đó nó trở nên như là cái trực giác nó trở nên hiện, nó hiện nó hiện lại. Thì mình nói nó Phật pháp nhiễm màu rồi, nhiễm màu như thế nào? Thì qua một thời gian không có nghe ở chùa Hoàng Pháp, nghĩa là ít có nghe, bây giờ nó nhiễm màu, ít có nghe cái chuyện lạ lạ nữa. Thì nào là cái việc nữa là có người bệnh rồi gần chết rồi niệm kinh, hay hoặc là mấy thứ gì đó. Thì về vấn đề bên tín ngưỡng, bên tôn giáo đạo Phật, hết bệnh, qua cơn khổ nạn, rồi những người làm sai thiệt sai hồi hướng để quay về tu niệm, một thời gian cũng lắng dịu rồi. Thì bây giờ bỗng dưng có một cái đứa bé Tường Lam làm dậy sống khoảng chừng 10 ngày nay, dậy sống ở cái chương trình Phật pháp nhiễm màu. Bé đem lại nhiều lợi ích trong vấn đề Phật giáo, theo tôi nhận xét vậy. Bởi vì mình thấy nghĩa là nhiều người ở trong cái vấn đề Phật giáo người ta thích bé dữ lắm. Mình nói ở tại chùa Hoằng Pháp thôi, không có dám nói leo. Thì ở đó mình thấy già trẻ bé lớn gì quý thầy cũng đều thích bé ở tại đó. Thành ra đó là cái cơ duyên của bé làm sống lại cái nền nhiễm màu ở tại chùa Hoằng Pháp, theo cái tôi suy nghĩ vậy. Cái việc đó thì nó lành thai tốt thai, thì quý thầy cũng khen bé nức nở. Tại sao em bé từng tuổi này mà em bé có những cái trực giác thông minh lạ thường đó, rồi có những cái tánh giác gọi là cái tánh thiện lạ thường, cái nào là ăn chay, nào là học kinh đó. Rồi thành ra mình thấy cái việc đó không phải là ai cũng phải làm được, cũng hiếm người. Thành ra mình nói tới vấn đề Phật pháp nhiễm màu, có những cái việc mà nhiều cái vấn đề ở trong cái vấn đề tu tập, nhiều người nó mình nói là cũng lên mạng, có những người mình nói mình thấy có những một số người vừa rồi cũng có những cái kênh đăng lên có những người họ sắp chết rồi sau khi họ được cái gì Phật này hay là thánh kia gì đó rồi cứu trở lại, hay là hoặc là niệm kinh chú, hay là niệm binh kinh đại bi, hay là họ trì giới gì đó rồi niệm Phật, thì tự nhiên họ hồi sinh trở lại. Thì dạng nhất cái gì thì mình nói là đa số thì cũng trong cái vấn đề niệm Phật hay là kinh đại bi chú, thì nó cũng nằm vào cái tôn giáo ở trong cái đạo Phật giáo. Nên cái nhiễm màu là mình nói cái chỗ đó. Nhiễm màu là đem lại những cái gì lợi ích để cho người ta nhìn thấy cái sự nghĩa là hiếm có, cái sự hiếm có. Giống như mình nói là giống như cũng kỳ tích vậy, lâu lâu nó có một cái chuyện lạ vậy. Đó, để cho người đời người ta nhìn vào đó, để người ta bình luận cái việc gì? Bình luận một cái việc nghĩa là nhân quả, bình luận những cái việc tốt xấu, để người ta thấy rằng mình nên làm những cái gì, rồi nên bỏ những cái gì. Thì cái đó nó cũng là cái việc rất tốt. Thì em bé này hiện tượng ở tại chùa Hoằng Pháp, thì mình thấy ngồi tụng kinh, đọc kinh, em bé đọc kinh, nhìn cái gương mặt thấy dễ mến,
dễ mến, nhìn thấy dễ mến quá, thấy cưng quá. Thì rồi bây giờ mình nói cái Phật pháp nhiệm màu, nhiệm màu ở đâu nữa? Nhiệm màu từ ở chỗ mà nãy mình nói, nó có những người, người ta làm nhiều cái việc sai lắm, nhưng rồi sau khi rồi nghe được cái tiếng chuông ngân, nghe được cái tiếng, cái tiếng mõ mõ rền, người ta cảm thấy cuộc đời này mình chen lấn để sao, chen lấn để chi, rồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng rồi họ lập mạng ăn chay cầu hiền tu đức đó, rồi bắt đầu thường xuyên đi chùa, giảm bớt những cái điều hung hăng, giảm bớt những cái điều sái quấy đó, là mình thấy một cái việc Phật Phật pháp nhiệm màu. Rồi có những người trong cái việc, nghĩa là mình sống trong cái xã hội đó, giống như mình bị ruồng bỏ, đau khổ, chán chường, rồi vào chùa để ẩn dương nương Phật, rồi lấy cái sự hành đạo tu thiện trong Phật pháp để sống qua ngày, cũng là Phật pháp nhiễm màu đó, để cho người ta có cái ý chí để người ta tìm cái sự sống ở ngày mai. Tại nó nói mình nhiều cái việc ở trong cái vấn đề Phật pháp nhiễm màu. Thì bây giờ quay lại cái vấn đề em bé. Em bé này cũng vậy. Một thời gian lắng động rồi, bây giờ xôn xao ở chùa Hoàng Pháp. Nhiều thầy cô, nhiều Phật tử làm cho ngôi chùa sống lại một cái vẻ trang nghiêm, một cái vẻ nghĩa là đầy nhựa sống, đầy đạo pháp, đầy tinh hoa, đầy hy hữu, đầy chiêm ngưỡng. Mình thấy tốt quá. Nếu mà đời không có đạo thì mình suy nghĩ rằng không biết sao mình nói. Thì bây giờ người ta nói đạo rồi, bây giờ vậy đạo cũng phải nương đời. Thì mình nói qua một cái vấn đề em bé Tường Lam. Có nhiều người cũng bình luận thế này thế nọ thế kia, nhưng mà quan trọng khi cái người, người ta có một cái sự suy nghĩ, người ta không có nhìn xa mà người ta nhìn vào những cái tinh tí, tinh tí. Cũng như đạo Phật vậy, nếu mình nhìn vào những cái giáo lý mà để mình bình luận thì mình bình luận cho tới mình chết cũng không hết bình luận. Mà người ta chỉ nhìn vào trong cái đạo Phật, nhìn vào cái tinh túy của đạo Phật thì chỉ có cái gì? Chỉ có sự thương yêu và nhân quả. Lấy cái đạo để mình làm cái tình thương đó, rồi lấy cái sự tu để mình làm trong cái nhân quả đó. Thành ra nếu mình nhìn trong cái tinh túy của đạo Phật là như vậy. Còn nếu mà mình chịu mà chấp nê để mà mình nhìn trong cái giáo lý, để mình dùng cái lý này lý kia, rồi mình thiết cái ông này thiết kiểu này, rồi cái cô thiết cái kiểu kia, rồi thiết rồi dịch, thiết dịch dịch riết rồi dịch hoài không hết. Tới bây giờ mấy ngàn năm rồi mình thấy bây giờ quý thầy đã giảng hết kinh này cái kinh nọ, kinh này kinh kia, kinh đủ thứ kinh, cũng không hết về cái nghĩa của Phật giáo. Bởi nên người ta nói có câu á: thâm thậm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, nhã kim kiến văn đất thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nghĩa là bây giờ cái câu người ta dịch, người ta nói rằng Phật pháp rất nhiệm màu thâm sâu. Nếu mình hiểu được cái sự thâm sâu của Phật pháp, màu nhiệm của Phật pháp, có khi phải trải qua nghĩa là trăm kiếp, có khi phải trải qua trăm kiếp.
có khi phải trải qua ngàn kiếp, bá thiên mà, vạn kiếp mà, có khi phải trải qua trăm ngàn kiếp mới hiểu được cái sự thâm sâu màu nhiệm của Phật pháp. Đến bây giờ trong một cái nhất thời, một cái nhất thời hiểu biết mình hiện nay, mình có thể đoán hết được những cái gì thâm sâu ở trong kinh điển. Mình có đoán hết những cái gì thâm sâu ở cái chỗ Phật đã thành đó. Quan trọng là chỗ đó. Nếu mà nói mà dễ hiểu như mình vậy thì cái bộ kinh này ta viết thì đâu có dễ nói gì, chứ đó là cái bộ Di Lặc Chân Kinh, thâm thẳm di diệu pháp đó. Thâm thẳm di diệu pháp là cái pháp, cái pháp lý của nó, cái pháp lý bá thiên vạn kiếp na tao ngộ, là có thể trăm năm ngàn kiếp. Ngã kim đất thọ trì là mình hiểu được cái chân lý của nó, chân thiệt nghĩa là tìm được nó. Có khi phải hiểu về được cái lý nghĩa thâm sâu của Phật pháp, có khi phải trải qua trăm muôn ngàn kiếp, chứ không phải đơn giản. Thành ra nghĩ là bây giờ mình tu mà, tu để làm gì? Tu để tìm cái sự tinh hoa. Tinh hoa nó nằm ở đâu? Là có nằm cái chỗ chân như thiện tính. Nếu mà bây giờ mình tu mà mình không có thấy được cái chân như thiện tính thì cái người đó đúng là tu mù rồi. Tu này là tu mù. Tu mù là không biết cách tu. Vậy thì bây giờ cái chân như thiện tính này bây giờ nó nằm ở đâu? Nó nằm vào cái chỗ em bé 5 tuổi mà biết, nghĩa là khuyên người ta đi làm từ thiện, biết ăn chay hoặc ăn với chuối mà lại cho rằng rất là ngon, không đòi ăn cao lương mỹ vị. Những đứa trẻ thì mình thấy là thường thường là nó thích, những đứa trẻ đa số thường thường là thích cái gì? Thích ăn, thích ngủ, thích được ăn thứ này thứ kia, ăn cái thứ này thứ nọ, rồi thích ngủ, thích ngủ, thích ăn ngon. Nhưng mà em bé này thì lại thích ăn cơm với chuối. Mới nói tới một đoạn đó rồi mình thấy thiệt cảm động quá. Quý vị nào có từng ăn cơm với chuối chưa? Ăn ngày này sang ngày kia, mình có thể ăn liên tục 5-3 ngày để thử coi nó ra làm sao. Ăn thử đi. Thì mình thấy là khi mình ăn rồi, bây giờ mình mới thấy thương bé quá. Tại sao cái tuổi này là cái tuổi người ta thích ăn mà lại đi ăn cơm với chuối? Chứ phải chi mà ăn được cái này cái kia món ngon rồi đó, mình cũng không thèm nói. Một cái tuổi nghĩa là đang còn rất là ngây thơ, cái nhựa sống rất là tràn đầy, cơ thể mà đang tiến triển trong cái tuổi mới trưởng thành, tuổi nhỏ. Bây giờ mình là người lớn nè, đâu bữa nào mình thử rồi, mình thử thôi, thử một tầng. Mình ăn cơm với chuối đi, ăn cơm với chuối. Giống như bé ăn vậy. Thì lúc này mình thấy, mình cứ thử đi, rồi bắt đầu mình thử. Sau khi mình thử rồi, mình mới đem cái trực giác lúc này. Tại sao bé ăn cơm với chuối đạm bạc quá mà bé ăn vậy? Còn mình có khi mình ăn nè, mình ăn chay, nhưng mà lại sáng rồi đổi món này, chiều lại đổi món khác. Mà thậm chí rồi có khi ăn cũng chưa được hoàn hảo một tháng 30 ngày. Thì như vậy không phải là một cái kỳ tích hay sao? Suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy bình luận. Không phải ăn chay là ăn đủ thế này, mà là ăn với chuối. Chuối làm đi. Làm đi rồi mình mới thấy xót xa. Quý vị cứ làm đi. Làm đi rồi mới thấy xót xa.
Thì lúc đó mình mới thấy tình thương mình đặt vào bé này, riêng bản thân tôi là tôi thương em bé này, tôi thích em bé này, không có bồi bến để mô tả. Bản thân của tôi là như vậy. Bởi vì cái tuổi trẻ đó, tôi nhớ hồi đó tôi không có được vậy. Tuổi nô đùa, tung tăng, chạy nhảy, ăn thì muốn ăn món này, sáng muốn ăn món này, chiều muốn ăn món nọ. Thì con cháu tôi bây giờ cũng y vậy. Tôi có con có cháu rồi mình nhìn thấy biết. Sợ nó đổi món ăn, chiều nó ăn món này, chiều nó ăn nữa rồi nó ngán đi. Mình phải đổi món khác. Cho bé ăn rồi sợ bé mất sức, đổi. Cho nó có nhiều cái chất dinh dưỡng, cơ thể nó không có bị suy dinh dưỡng. Thậm chí tốn bao nhiêu tiền mình cũng không tiếc. Miễn cho nó có sức khỏe là được. Nếu mà ngược lại bé Tường Lam thì ăn giản dị cơm với chuối. Thương quá. Nói tới đó mà thiệt nghe mà nó mũi lòng. Bao nhiêu đó thôi thấy mũi lòng. Mấy ngày nay cứ nằm suy nghĩ. Thương bé quá. Thành ra khi thương rồi, tự nhiên rồi có những cái clip đăng lên để rồi nói là hơi trái chiều. Tôi suy nghĩ tại sao một đứa trẻ vô tội, nó đâu có gì đâu, hồn nhiên ngây thơ, một cái ăn của nó mà nó còn không biết ăn ngon. Tại sao mình không biết chia sẻ để mình thông cảm thương yêu? Tôi thấy vậy tôi đau lòng. Tôi không phải thân bằng gì của nó, nhưng mà thấy vậy rồi mình thương quá. Cái tình thương này ở đâu? Ở trong cái Phật, ở trong cái Phật đạo. Đạo Phật người ta nói để làm gì? Lấy tình thương ăn chay để mình lập cái tánh đức và biết thương nhân mến vật. Tu để lấy sự nhân quả là mình tu. Rạn đục lóng trong để tu. Cái gì đục thì bỏ, cái gì không tốt thì bỏ. Để cho nó có một cái xã hội thuần tí tốt đẹp, để cho cái đạo Phật nó được trong trắng, nó thanh vi, nó không có bị tì vết. Thì em bé này bây giờ hiện thân quay trở lại, nhân di sơ tánh bản thiện mà. Có người của em bé từ đầu tới chân, mình thấy cái gì cũng thiện, thấy cái gì cũng trong sáng, thấy cái gì cũng quan, thấy cái gì cũng thông minh. Nhưng mà tôi thương nhất là cái chỗ, xót xa nhất là cái chỗ em bé ăn cồn với chuối. Mình thấy nghe quý thầy bây giờ ở trong chùa đó mình nói, có khi sáng thì ăn cử này, dọn lên 5-3 thức ăn, chiều có thể đổi những cái món khác. Những người Phật tử ở ngoài cũng vậy. Một bữa cơm ăn đôi 3 món, sáng món này chiều món kia. Trong khi em bé đi học chỉ dọn dẹn ăn cơm với chuối. Thấy thương quá, nghe xót xa quá. Quý vị chưa có nghe, chưa hiểu, bởi vì quý vị không có tình thương, quý vị không có Phật tánh, nên quý vị không thấy được những cái chỗ đó. Nếu mỗi một con người, người ta đều có Phật tánh như Đức Phật nói vậy,
thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng sẽ rớt nước mắt như tôi vậy, cũng sẽ thương cảm em bé như tôi vậy. Một đứa trẻ mà, quý vị suy nghĩ cho kỹ đi. Này là tự giác của em bé ăn, chứ không phải cha mẹ ép, cũng phải nhà chùa ép. Thì mình thấy một cái việc đó là một cái kỳ tích. Đối riêng với bản thân tôi là tôi cho cái kỳ tích. Cái kỳ tích. Bởi cái thời buổi này là cái thời buổi nghĩa là kiếm tiền. Cái thời buổi văn minh. Một cái thời buổi nghĩa là vật chất phù hoa. Xã hội nghĩa là đua chen tranh đấu. Về miếng ăn có thể giết lẫn nhau. Vì danh lợi có thể tàn sát lẫn nhau. Con giết cha, vợ hại chồng, anh em tương tàn cốt nhục. Cũng vì cái miếng ăn, cũng vì danh lợi. Nhưng mà đối với một đứa trẻ mình thấy không? Một bữa ăn, ăn cơm với chuối. Như vậy thì không phải là nhân di sơ tánh bản thiện. Một đứa trẻ thiện từ đầu tới chân, thiện từ trong ra ngoài. Và cái thiện này là cái chịu đựng của em bé, một cái cơ thể của em bé sống bằng mỗi cái bữa cơm ăn với chuối. Nghe xót xa, nghe thương cảm. Nếu mỗi một người đều có một cái tinh hoa Phật Pháp, đều có một cái chủng tử Phật Pháp, đều có chủng tử Phật, người ta nói vậy. Mỗi một con người đều có một cái chủng tử Phật. Thì cái chủng tử Phật là cái sự thương yêu lẫn nhau. Không có cái sự tranh chấp, không có cái sự là thù hận, không có sự phân tranh. Vậy thì bây giờ mình là người trong tôn giáo đạo giáo hay hoặc là người ở trong Phật giáo phải tự nên xét bản thân mình, chủng tử mình ở đâu, tình thương mình ở đâu. Đó. Khi ăn chay có người nói rằng tôi ăn không nổi. Có người nói tôi ăn tới 10 ngày, bao nhiêu đó đủ rồi. Có người thì nói 4 ngày. Nhưng mà dù 4 ngày hay 10 ngày, thì trong một cái ngày ăn chay đó, sáng cũng mang món này, chiều đổi món kia. Mình thấy vậy, nhắc tới nhắc lui, thì thấy thương bé quá. Nên những nhắc tới nhắc lui hoài. Tại sao tôi phải nhắc hoài? Nhắc hoài không chán. Rồi quý vị có nghe quý vị chán. Tôi không chán. Là bởi vì đối với tôi có một cái thiện cảm với em bé. Tôi thiện cảm vậy. Xót xa vậy. Thiện cảm vậy. Đó là cái sự chân thật bản chất của tôi. Có người của tôi sống cũng dám ăn dám nói. Đụng chuyện tôi cũng dám nói lắm. Nếu mà làm cái gì lợi ích trong cái xã hội này, tôi là cái người mạnh dạn, dám ăn dám nói và có thể tự chết để cho được làm cho cái xã hội này. Nếu mà quỷ diệt cái gì đó, tôi cũng có thể dám hy sinh thân mạng để đem cái lợi ích. Trong cái tôn giáo đạo giáo tôi cũng dám làm. Bản chất tôi đó giờ vậy. Tôi là con người dám ăn dám nói. Ai cũng biết. Thấy tôi bình thường nhỏ con vậy, nhưng mà đụng chuyện là tôi dám ăn dám nói và dám làm luôn. Nhưng mà làm ác là không làm, mà làm cái gì lợi ích trong vấn đề đạo đức là tôi làm, bán mạng tôi cũng làm. Tôi cho quý vị biết vậy, bữa nay là tôi cho quý vị biết vậy, tôi là như vậy. Nếu quý vị không tin thì cứ đi tìm hiểu.
Nhưng mà tôi thấy vậy, thành ra khi mà tôi nói tới em bé này là tôi đau xót. Đau xót thật chứ không phải màu mè. Thương yêu Phật. Nên tôi thấy những người không biết họ suy nghĩ sao, thì họ lại không có đồng cảm, không có quan niệm giống như tôi. Thành ra tôi buồn, mà tôi không biết nói gì, không biết sao. Nói thì tôi thấy cái chuyện nó chắc bởi vì họ nghĩ rằng cái việc họ, họ nói ra là họ nghĩ là họ đúng rồi. Nhưng mà quan niệm của tôi thì tôi nghĩ họ chưa đúng. Bị trong lòng họ chưa có chủng tử, họ chưa có cái Phật tánh, họ chưa có chủng tử của Phật. Họ không có Phật tánh. Hay là hoặc là họ chưa hiểu vấn đề nhân quả trong Phật Pháp thì họ cứ nói. Còn nếu một khi đã hiểu cái gì nhân quả trong Phật Pháp, lời nói mình nói tổn thương người khác, đó mình đã mất đức rồi. Mất đức mà không hay. Tôi cho quý vị hay câu nói đó. Mình nói cái gì để cho người ta tổn thương mà mình đã mất đức rồi. Tôi cho quý vị hay vậy. Chứ quý vị đừng có nghĩ người ta nói vậy, đừng có nghĩ rằng sự nhân quả này không có. Chẳng qua là nó chưa có báo ứng thôi. Nó chưa báo ứng. Còn nói cho Phật Pháp nhiệm màu, mà tại sao tôi dám nói Phật Pháp nhiệm màu và nhấn mạnh luôn, tôi là một con người đã từng sắp chết. Tôi đã từng là một con người sắp chết, thở hôi hộp, mình mẩy xương phù, 100% chờ tử thần đem đi. Bác sĩ bệnh viện này là bệnh viện nổi tiếng, bệnh viện Triều An, chứ không phải là bệnh viện ấy, bệnh viện Triều An. Người ta đã chạy rồi biểu chở về nhà để lo hậu sự. Thì tôi chỉ còn hôi hốt vậy thôi. Mình mẩy xương phù. Nhưng mà chỉ trong một đêm, chỉ trong một đêm, trong giấc mộng của tôi gặp một cái vị Phật bà. Bà cầm cái bông huệ, cái bông huệ đó chứ không phải là cành dương liễu, phải nói là cho kỹ. Bà rắc rắc cái rồi. Thì như vậy đó thì hai ngày sau tôi tỉnh dậy, không chết nữa. Bây giờ ngồi đây nè. Cái chuyện đó thì 3 năm về trước là năm 2020. Thì cả một cái làng này ai cũng biết. Ai cũng biết. Từ người dân trong làng này cho tới nghĩa là chính quyền sở tại trong làng, ai cũng biết chuyện đó. Và ở trong cái trại hòm nó hoàn tán người ta cũng biết. Bị gia đình tôi đã đi lấy hòm, đặt hòm rồi, lửa hòm rồi. Đó là mình thấy Phật Pháp nhiễm màu. Thành ra sau khi tôi sống lại rồi, tôi mới ngồi suy nghĩ. Mình sống để làm chi đây? Tuổi bây giờ cũng già rồi, tận địa diễn thiên rồi. Theo lẽ như tôi chết thì nó cũng đúng cái mồ rồi, cũng đáng cái mồ. Mấy chục năm lăn lóc trong cái cõi đời khôn dại, đen trắng, xanh vàng, đen tím trong cái xã hội, tôi cũng đã nhìn thấy qua. Mặc dù thấy không có hết hết, không hiểu hết, nhưng mà cũng hiểu ít nhiều xã hội là như thế nào, là trăm muôn ngàn mặt, là sự tranh đua, là sự đấu tranh, là sự tương tàn, cũng vì cái miếng ăn và cái lực sinh tồn. Vậy đó. Ai sanh ra không muốn mình ăn ngon mặc đẹp. Rồi từ chỗ đó lớn lên nảy ý tham lam, làm điều bất nhân bất nghĩa, hại người khác lợi bản thân mình. Nên người ta mới nói rằng
cái xã hội tạp nhập. Cái xã hội nghĩa là không được, nghĩa là đạo đức. Nên những người, người ta có một cái giác thức, người ta quay về những cái tôn giáo đạo giáo để người ta lập tánh cầu truyền, tu hiền, bỏ ác, bỏ sai. Để muốn đem lại cho cái xã hội này có một cái sự văn minh, một cái tinh hoa, thiện cảm người này đối với người khác. Người này biết thương yêu người khác, người này biết giúp đỡ người kia. Đó, ai cũng nhu cầu vậy. Thì mình thấy này, nói tới nói lui thì mình quay lại bây giờ cái chương trình của em bé nó cũng vậy. Tại sao em bé phải ăn cơm với chuối? Tôi chỉ nói đoạn đó. Nếu quý vị mà suy nghĩ cho kỹ đi, nếu trong lòng của quý vị có một chút gọi là chủng tử của Phật, một chút xíu gọi là tánh của viên mãn công, công đức Phật, thì quý vị thấy thương yêu bé lắm. Dạ, chú Hai cho con hỏi một câu nha chú Hai. Cũng như cái hiện tượng này là xuất hiện, con nghĩ không phải là ngẫu nhiên mà xuất hiện này để có thể là răn đe bà con, có thể là như vậy không chú Hai? Đúng rồi, nếu mà theo mình cái quan niệm mà nãy giờ tôi nói, thì cái đúc kết cái ý của tôi là cũng muốn nhìn em bé đó, để nhìn em bé đó, để làm một cái tấm gương, để làm một cái tấm gương. Nên mới nói là Phật Pháp nhiệm màu. Phật Pháp nhiệm màu là lâu lâu nó có những cái hiện tượng lạ để cho người đời nhìn vào đó, để thấy những cái việc tốt đẹp, để thấy những cái việc nhân quả ít nhiều trong cái tinh hoa tinh tí của nó. Và nên nếu mà bây giờ nhìn vào em bé này, mình nhìn những cái tinh hoa tinh tí của em bé, thì người đời này tôi nghĩ cần nên học. Cần nên học những cái gì mà em bé có mà chính bản thân mình chưa có. Còn những cái gì mà em bé, nghĩa là ngây thơ, mà em bé nói hồn nhiên, nó không phù hợp vào cái vấn đề, thì cái chuyện đó là cái vấn đề của đứa trẻ thôi. Đứa trẻ nào mà không hồn nhiên, tâm hồn nghĩa là không thơ dại, thì muốn nói là nói vậy thôi. Xưa gầy đâu có ai bắt lỗ phải gì em bé đâu. Không có. Thậm chí có những em bé rồi khi mà nó quạo lên rồi nó cắn rồi nó quạo rồi có những đứa gì mà nó còn ôm lấy anh em cha mẹ, nó còn cắn vào tay. Thậm chí vậy, khi nó cọc rồi, nó quạo rồi, còn có khi nó quấn vào người cha mẹ nữa. Đến đến đổi vậy, chứ không phải thần thiết mà ôm kinh mà học cho thuộc vậy. Không phải thần thiết mà làm những cái chuyện mà người lớn, có những bậc người lớn mà chưa làm được. Là nói vấn đề, tôi quay trở lại nói. Ăn cơm với chuối. Ăn đi, bỏ rồi quý vị cứ ăn đi, ăn đi, ăn được đi, ăn đi rồi hả nói. Một cái việc ăn vậy thôi, để làm cái gì để chứng minh rằng tại sao biết bao nhiêu món ăn, biết bao nhiêu món ăn cao lương mỹ vị, ăn chay cũng vậy, biết bao nhiêu món ăn. Mà em bé lại thích ăn cơm với chuối. Cái này đâu phải là suy nghĩ đi. Phật Pháp nhiệm màu, Phật Pháp nhiệm màu mới khiến như vậy. Chứ nếu mình ăn mà 5-7 ngày, 5-10 ngày thì tôi nghĩ chắc là ăn không nổi rồi. Ăn không nổi. Nhưng tại sao em bé ăn được? Thì mình thấy cái điểm đó là cái điểm nên suy nghĩ, chứ đừng có nói những đề ổn rời. Tôi nghe nói ăn chay không à, nhưng mà quý vị quên rằng em bé ăn chay là ăn cái gì mới được. Ăn với chuối đó. Ăn với chuối. Yeah. Đi học cũng phải ăn trái chuối. Nghe thấy vậy. Tại sao không hiểu? Đó. Thì bây giờ mình thấy cái chuyện đó. Bây giờ lâu lâu thì có một cái việc để thắp sáng lên. Ở chùa Hoằng Pháp có nhiều cái việc để là Phật Pháp nhiễm màu ở tại chùa Hoằng Pháp. Có những khóa mở Phật thất. Nó cũng có những cái ly kỳ trong vấn đề Phật Pháp nhiễm màu. Nhưng mà rồi em bé này bây giờ nó vắng vắng lúc rồi, em bé này bây giờ quay trở lại làm cái việc Phật Pháp nhiễm màu. Đó. Thì bây giờ nếu mình suy nghĩ rằng cái sự tinh hoa của Phật Pháp như tôi nói vậy,
thì mình phải suy nghĩ, nhìn vào cái vấn đề của em bé, mình nhìn những cái tinh hoa của em bé, thì mình sẽ thấy rằng mình có thiện cảm với em bé lắm. Ngoài vấn đề thiện cảm ra là mình còn chua xót, đau xót, thương cho em bé. Ăn cơm với chuối, nhắc hoài, đó, phải thấy vậy, thương cảm quá. Nó vậy thôi. Mình thấy ai không có con cháu. Nhìn đi, con cháu mình mỗi lần ăn nó ăn cái gì mới được. Ăn chay, đúng là nó có ăn chay nhưng mà nó ăn cái gì. Mấy đứa trẻ bây giờ ở trong chùa đó, quý sư cô, quý thầy cho nó ăn cái gì? Trẻ mồ côi đó, không phải ăn với chuối đâu. Không phải. Đó, mình thấy vậy. Thành đâu nhớ là hổng rài tôi nghe nói vụ ăn chay không, mà quý vị quên có một điều là mấy ăn với chuối đó. Quý vị nghĩa là phái bình luận quá, rồi quý vị thích bình luận quá. Rồi quý vị quên có một điều là cái tinh hoa của em bé sống nghĩa là ảm đạm như vậy. Sống một kiếp người nhỏ vậy, mới đầu thai 4-5 tuổi, nhưng mà phải sống vậy đó. Thì mình thấy đi, đâu có được bằng mấy em bé kia đâu. Không có nô đùa, không có chạy nhảy. Mình thấy vậy, thương quá. Thì bây giờ thôi thì cũng cuối clip rồi, nó tới nó lui thì cũng nhiêu đó. Thì bữa nay cái clip này thì đúc kết, quý vị phải nên nhìn những cái sự tinh hoa trong cái đạo Phật, rồi quý vị soi lại cho con người của quý vị. Mỗi người đều có một cái chân tánh của Phật, ai cũng có hết một cái chân tánh của Phật. Phật là gì? Phật là lấy cái tình thương để mình thương yêu. Thì nếu mỗi người đều có một cái chủng tật, cái chân tánh, cái chủng tử của Phật, cái chân tánh của Phật, thì hãy nên lấy cái tình yêu để bao nhiêu cái sự thiện cảm dành cho bé, bỏ đi những cái gì mà mình cảm thấy nữa là bất lợi, những cái câu nói mà nó thiếu cái tế nhị, thì thôi mình bỏ đi, bỏ. Ở tu hiền vậy, tôi thì nghĩ vậy. Thì nói thì nói vậy thôi, quý vị bỏ không bỏ cái chuyện tùy quý vị, nhân quả báo ứng. Ai thì làm phước nào, ai việc nào hưởng phước đó, gieo nhân nào gặp quả đó. Tôi thì tôi thấy tôi biết rồi. Bởi vì tôi chết lần rồi, thành ra tôi tỉnh lại rồi. Bây giờ tôi không có dám, tôi tỉnh rồi, tỉnh để sống làm cái gì? Là bởi vì Phật cứu tôi, Phật cứu tôi sống lại, nên tôi phải nói về vấn đề tinh hoa của đạo Phật. Nhất định vậy. Ai tin không tin thì thôi. Tôi thì tôi cái mạng này là cái mạng ở bên Phật cứu. Thành ra nhất định tôi phải nói về tinh hoa của Phật Pháp. Đó, thì bây giờ cuối clip thì tôi cũng xin chúc quý vị hồi hướng công đức, hồi hướng công đức đến với Phật Pháp. Hồi hướng công đức nghĩa là đến với Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thay mặt khán giả cảm ơn chú Hai có một bài thuyết pháp rất là sâu sắc và cảm động ạ. Dạ, con xin chào chú Hai và Tùng Nguyễn, mến chào cô chú trong và ngoài nước, và chúc cô chú có một ngày lễ thật là hạnh phúc ạ. Chào tất cả mọi người.